Mấy anh em nào mà cần file của chim chẩu hay một số nơi còn gọi là chim ăn ong thì đây là cái bản mới nhất, bản 2020 nha anh em. Thì cái bản này là bản gọi bầy kêu ăn, đó là kêu về ngủ anh em. Thì bản này rất thích hợp để anh em đánh lưới, với lại một số anh em đánh bẫy. Thì anh em nào cần file gốc này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để lấy bản không bị chèn nhẹp vô, và Thuận sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm cho anh em làm cho gặp được nhiều hiệu quả. Thì ngoài ra bên Thuận còn một hai bản của chim này nữa, nhưng mà nó không hay bằng bản này. Anh em liên hệ để được tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.